mực nước sông Hồng dâng cao, Hà Nội báo động cấp độ 1. Lệnh báo động lũ này được đưa ra căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 11 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 là 9,5m. Mực nước báo động y là 9,5m. Trưa ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh báo động cấp độ 1 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Lệnh báo động lũ này được đưa ra căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 11 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 là 9,5m. Mực nước báo động y là 9,5m. Trước đó, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Jazi khiến mực nước sông Hồng dâng cao, thậm chí nhiều nơi tại thủ đô đã diễn ra tình trạng ngập úng, khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Lệnh báo động yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện và các ngành, cán bộ được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh quy định. Theo quyết định số 05/2020/QĐ-TTG quy định mực nước tương ứng với các cấp, báo động lũ trên các dòng sông thuộc phạm vi cả nước, Hà Nội sẽ lệnh báo động khi sông Hồng, Long Biên có mực nước 9,5m, báo động 2 là 10,5m và 3 là 11,5m. Mời độc giả xem thêm video thiệt hại lớn sau mưa bão, Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp.